Chào các em, hôm nay chúng ta học phần thứ 3 của chương 3, đó là ngôn ngữ và học thuật. Đầu tiên sẽ là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một bộ phận cấu thành của văn hóa. Nó là phương tiện để ghi lại và lưu giữ các thông điệp của văn hóa. Và ngôn ngữ của cộng đồng được hình thành trên nền tảng xã hội và văn hóa của cộng đồng đó. Và đến lượt mình, nó lại phản ánh những cái nền tảng xã hội văn hóa của cộng đồng ấy. Thì đó là mối quan hệ qua lại giữa ngôn ngữ với các mối quan hệ cộng đồng xã hội. Vậy thì ngôn ngữ sẽ chia thành hai bộ phận: tiếng nói và chữ viết. Thì thời xưa sử, dân tộc ta chưa có chữ viết, chỉ có tiếng nói thôi. Và đến thời Bắc thuộc, chữ Hán được coi là văn tự chính thức. Và đến giai đoạn cuối thời Bắc thuộc, đầu Đại Việt, để đáp ứng nhu cầu có một thứ chữ để truyền đạt ghi lại tiếng mẹ đẻ, người Việt trên cơ sở tiếp thu chữ Hán nhưng đọc theo âm Việt đã sáng tạo ra chữ nôm. Và đến thời Lê thì chữ nôm bắt đầu sử dụng rộng rãi, phổ biến trong sáng tác văn chương, nhưng trong văn tự chính, trong hành chính, trong chính trị vẫn là tiếng Hán. Và tiếng nôm chỉ sử dụng để làm thơ văn, chép tên đất, vân vân. Như vậy thì suốt thời Đại Việt, dân tộc ta dùng hai thứ chữ viết, đó là tiếng Hán và tiếng Nôm. Và đến thời Bắc thuộc, chữ Nôm bị thay thế bởi chữ Quốc ngữ. Và song cùng với chữ Hán, nó có vai trò quan trọng trong việc lưu giữ và truyền tải những cái phần quan trọng của di sản văn hóa truyền thống Việt Nam qua các triều đại phong kiến. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, đó là giáo dục và khoa học, học thuật. Và ta cùng nhau tìm hiểu nền giáo dục Việt Nam thời phong kiến. Như vậy chúng ta biết là nhà nước phong kiến Việt Nam được hình thành vào thế kỷ thứ 10. Và với sự ra đời của tầng lớp tri thức Nho giáo, Phật giáo cũng là nguyên nhân dẫn đến hình thành dòng văn hóa chính thống, văn hóa Bác học. Và nền giáo dục ở Việt Nam thời phong kiến được hình thành dựa vào những cái mốc như sau. Cụ thể, năm 1070, vua Lý Thánh Công, Thánh Tông cho xây dựng văn miếu thờ Khổng Tử. Và đây là những cái dấu ấn đầu tiên chứng tỏ chúng ta chủ động tiếp thu Nho giáo vào Việt Nam thời phong kiến. Và Nho giáo đã giai đoạn này đã rất là khôn khéo khi lấn phân từ địa phận giáo dục thi cử. Và cụ thể là năm 1075, chỉ cần chỉ 5 năm sau khi mà chúng ta chủ động tiếp thu Nho giáo, thì triều nhà Lý đã mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn nhân tài dựa theo cái hình thức thi cử theo Nho giáo. Dựa theo hình thức thôi, còn nội dung thì chưa hoàn toàn giống Nho giáo. Và giai đoạn này, do nhu cầu tuyển chọn nhân tài vào trong bộ máy để nhằm đúng không ạ, đào cai trị đất nước, nên việc thi kỷ cũng rất được coi trọng. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông đã cho xây dựng Quốc Tử Giám, và đây được coi là trường đại học quốc lập đầu tiên của nước Đại Việt để đào tạo cho con em con cháu hoàng gia. Và mở rộng ra thì đây cũng là cái trường đại học xuất hiện sớm ở khu vực Đông Nam Á. Năm 1232, nhà Trần đặt học vị Thái học sinh, sau này gọi là tiến sĩ. Năm 1247, nhà Trần đặt danh hiệu Tam Khôi, gọi là Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa, trong kỳ thi đình, dành cho ba người thi đỗ xuất sắc nhất trong kỳ thi đình. Và đến thời Lê và thế kỷ 15, với chủ trương mở mang giáo dục, chế độ đào tạo nho sĩ được xây dựng rất là chính quy. Bên cạnh các trường học do nhà nước quản lý còn có các trường học tư, và đối tượng đi học, đi thi mở rộng cho cả con em bình dân. Người thi đậu tiến sĩ được khắc tên vào bia đá dựng ở văn miếu, gọi là bia tiến sĩ. Và bộ máy quan lại của nhà Lê chủ yếu dựa vào con đường thi cử, chỉ có số ít là con em quý tộc tôn thất thôi. Và nền giáo dục truyền thống dựa theo mô hình của nền giáo dục Nho giáo có những mặt
tích cực và tiêu cực như sau và có những đặc điểm chính là sau sau đây. Đầu tiên là về mục đích giáo dục. Mục đích của giáo dục là đào tạo những người quân tử để làm quan, để trị nước chân dân. Do đó giáo dục do giáo đức đề cao vinh quang của người đỗ đạt. Chúng ta có tục là tục xướng tên này, tục ban áo mão và đặt yến tiệc, tôn vinh vinh quy bái tổ, tục khắc văn bia ở văn miếu để lưu danh thiên cổ. Vậy thì với mục đích như vậy nên chúng ta rất coi trọng những người đỗ đạt. Đây là ban áo mão, yến tiệc, vinh quy bái tổ và tục khắc văn bia. Về nội dung giáo dục, không truyền thụ tri thức khoa học mà chủ yếu dạy viết văn chương, thơ phú, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lễ nghĩa, dạy các phép ứng xử theo tiêu chuẩn của người quân tử, thi thư lễ nhạc trong tứ thư và ngũ kinh. Và đào tạo làm sao mà con người phải có những cái phẩm chất để làm quan, để cai trị thiên hạ. Về phương pháp dạy học thì người thầy làm trung tâm và ông thầy hầu như là truyền thụ như nguyên vẹn máy móc các tư tưởng của Khổng Tử và Mạn Tử, được coi đó là một cái tư tưởng và lời dạy của Thánh Hiền, và người học phải truyền thụ tiếp thu một cách nguyên vẹn và máy móc, như là có câu là sai một ly thì đi một dặm. Và những đặc điểm của nền giáo dục Nho giáo đã tạo nên một truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân Việt Nam, đúng không ạ? Nhất tự bi sư, bán tự vi sư, không thầy đố mày làm nên, một kho vàng không bằng một nang chữ, vân vân. Vậy thì với cái đặc điểm của nền giáo dục thi cử của Nho giáo ảnh hưởng của Việt Nam thì tạo một cái nền giáo dục Việt Nam có những mặt tích cực và tiêu cực như sau. Thứ nhất là tạo một xã hội coi trọng giáo dục và rất tôn vinh những người đỗ đạt. Tạo một xã hội hiếu học, đúng không ạ? Và tôn sư trọng đạo, tôn vinh những người làm trong ngành giáo dục và coi trọng những người học giỏi, đúng không ạ? Và tạo một xã hội đề cao đạo đức, lễ nghĩa, sách vở và thánh hiền, tiên học lễ, hậu học văn. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tiêu cực nó cũng có những mặt xin lỗi, bên cạnh mặt tích cực thì có những mặt tiêu cực như sau. Đó là việc học chỉ hướng đến mục đích thi cử đỗ đạt để làm quan, để đổi đời. Một người làm quan thì cả họ đợi nhờ, nên Nho giáo đã tạo một tư tưởng về một nền học vấn quan trường, học để đi thi, học để đỗ đạt, học để làm thầy làm quan. Không ai muốn làm thợ, dẫn đến mất cân bằng về nghề nghiệp, dẫn tới cung nhiều hơn cầu, đúng không ạ? Vân vân. Và tạo một xã hội trọng bằng cấp, trọng bằng điểm số, học vì bằng, học vì điểm, đúng không ạ? Học thay vì học để lấy kiến thức, và học để đỗ đạt hơn học để làm việc. Và vẫn còn nặng tâm lý học để làm thầy chứ không làm thợ, nên nền giáo dục hiện nay đang mất cân đối và thiếu, dẫn đến tình trạng là thừa thầy và thiếu thợ. Và ông thầy làm trung tâm, thầy đọc trò chép, không thầy đố mày làm nên, học máy móc theo theo những cái nguyên văn của những thánh hiền, nên dẫn tới học vẹt, máy móc sách vở và thui chột cái sự sáng tạo và tư duy phản biện của người học. Và nội dung giáo dục trong nhà trường còn nặng về lý thuyết, coi nhẹ thực hành và các kiến thức thực tế. Thì đó là những mặt tích cực và tiêu cực của nền giáo dục thi cử Nho giáo và hệ quả của nó đến giáo dục Việt Nam xưa và vẫn còn những hệ quả tới ngày nay. Kỳ thi Nho giáo năm